sản phẩm bên em thì là cái sản phẩm Vinifarm, nên là khi khách hàng đến ưng ý sản phẩm thì bắt đầu mình phun trùng sản phẩm. Thì hôm trước em qua thì cũng không được xem máy, chỉ gọi là xem một cái máy dạng như thế thôi. Đúng rồi, cái gần như là cái mẫu chung cho cái dòng sản phẩm này. Cũng như các siêu thị là bày sẵn là mình cứ la liệt ra, mình cứ ưng ý ra mình lấy. Cái sản phẩm đấy thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm Vinifarm như này. Vâng. Những cái sản phẩm trước chị xem thì cũng chỉ là khác nhau cấu hình mỗi sản phẩm về chip thôi. À, em có xem chứ, thì cũng cái hãng đeo là cảm ứng từ thì nó đắt hơn có mấy trăm nghìn mà cũng không, hiện tại siêu thị nó cũng chưa có, phải đợi nhập về không đặt hàng. Những cái dòng máy khoảng trên từ khoảng 18-15 triệu trở lên là nó đắt là ít. 18-20 triệu trở lên là các siêu thị cũng ít nhiều. Nên có Windows bản quyền lợi cho người dùng, sau này lỗi thì mình tự khôi phục lại, giống như là sử dụng cái điện thoại có sản phẩm điều hành. Bây giờ Windows lên 10 rồi. Đúng rồi. Nên nhanh thật, mình xưa 2 năm trước em mua máy kia là nó là máy cũ của em, nó là 8, Windows 8. Cả cái máy này em thích là nó RAM là 8GB luôn, ở bên chị chỉ có 4GB thôi. Mình để RAM 8GB xong không phải nâng cấp. Sếp em phải muốn là 8GB, nên là ở bên kia là phải nâng cấp này. Không hay. Nhiều hôm sếp em lại muốn là cái ổ SSD nó để dung lượng lớn cơ. Nhưng mà em nghĩ là cái công việc kế toán cũng không cần lắm. Ổ HDD nó cũng đủ đúng không? Đúng ạ, ổ HDD thì cũng thoải mái để giải quyết cái công việc của kế toán rồi. Còn nếu mà mình thích truy xuất cao dữ liệu thì mình dùng SSD lên. Cũng không cần thiết lắm, bên kỹ thuật cơ họ mới cần nhiều. Sau này mình dùng mình thấy chậm thì mình nâng cấp lên, nhưng mà SSD thì nó được thiên, nó chuyên về xử lý tốc độ. Còn HDD thì chậm hơn, nhưng mà dung lượng lưu trữ thì được nhiều hơn. Đấy, nhưng mà đấy lại nếu mà ấy lại tháo cái HDD ra để cài SSD đúng không, một lúc là để hai ổ đúng không ạ? Đúng ạ, dòng sản phẩm này thì dòng Ultrabook thì nó rất là mỏng, thông thường là hãng chỉ trang bị cho mình được một cái cán bộ cứng nào. Mà cúc cá tháo rỡ máy ra lại cũng không thích lắm. Nó tự nhiên nó có như thế nào thì nó như thế. Thì nếu chúng mình nguyên bản thì cũng chả ảnh hưởng gì cả, bởi vì mình chỉ là tháo ra mình nâng cấp lên, chứ mình không sửa chữa, mình không chọc ngoáy gì vào cái linh kiện bên trong sản phẩm, mình không ảnh hưởng gì cả. Càng ngày càng hiện đại thì càng ngày máy ra càng mỏng, càng nhẹ. Đi công tác hay đi làm đâu rất thuận tiện, không có internet là làm được việc. Vâng. Bây giờ thì công nghệ nhanh cao là cái máy càng ngày nó sẽ mỏng đi. Nhưng mà cái máy này đúng ra là ngồi lâu làm việc cũng không thích, tại vì nó nhỏ quá. Còn chỉ là tiện để mang đi mang lại công tác di chuyển thôi, còn ở nhà nên làm máy tính màn hình to hơn nó sẽ tốt hơn. Thế là sau đó em phải đặc thù cái kế toán của mình là nhìn về số liệu nhiều, vâng, nên là phải cần máy tính màn hình to, rộng lên thì mình nhìn nó quan sát dễ hơn. Vâng. Nhưng thường thì các chị chắc mọi người dùng chủ yếu là PC màn hình lớn lớn tầm 20 inch trở lên quan sát nó thoải mái. Nên là em phải mua bổ sung thêm cái màn hình 24 inch đấy, để là làm việc ở nhà, mọi cái lưu trữ dữ liệu là chính thôi, là làm ít thôi. Cái này mình nhưng mà nhìn nhiều, nhìn máy tính rất là nhiều, nhìn cái máy này nó hơi nhỏ. Mình mua cái màn hình nhưng mình cắm vào cái cổng chuyển đổi ra ngoài. Vâng. Mình có sử dụng máy bình thường nhìn thẳng lên thôi là mình biết. Mình để cái tên lúc hiển thị là gì? Tên mà hiển thị vào trong Windows. Tên của em là Đào Thị Thu Hà. Xem có phản hồi như nào xong rồi mình báo lại. Ở Đầu Võ này không có siêu thị bán tổng hợp nào nhỉ? Chỉ có mỗi kiểu nhà mình bán máy tính như này. Không có siêu thị lớn là bán laptop được. Không có. Nếu siêu thị lớn thì không có. Em mà tìm thì đã có.
và các bạn là cái hàng bên siêu thị mình nó đều là cũng có nhiều cái model mà gần như là cũng không có sẵn được. Cả cái đường rất lớn này mà không có cái siêu thị to này. Khu này thì tập trung nó về ăn uống nhiều hơn. Em mua cái cũ của em ở nhà, cái Asus cũng được 2 năm, hơn 2 năm rồi, vừa mới hết bảo hành. Nhưng mà cũng chả phải thay thì thay mỗi chuột. Nói chung là cứ bảo hành 4 năm thì nó nhanh, 4 năm thì nhanh lắm. Đi mang đi bảo hành cũng mất 1-2 ngày, 2 ngày mới lấy được máy cơ mà. 2 ngày là nhanh đấy. Vâng, thế nên mà không có máy phòng bị nữa, ngày nào cũng phải làm việc. Bây giờ mức thông thường người bảo hành thì thường là 5 đến 7 ngày. Bảo hành 2 ngày thì rất là nhanh. Mà đấy em mang trực tiếp ra hãng, không phải qua chỗ mua mà. Đúng rồi. Cái đeo này nó bảo hành ở bên Thái Thịnh này. Đúng rồi, 110 Thái Thịnh. Rất là ngại đi bảo hành. Chắc cái này tốt chả sao. Nó hỏng chỉ có nhanh hỏng dây sạc thôi, để mình ngày nào cũng sạc. Mình không có máy lắm hả? Thực ra là thì hiện tại thì cũng sản phẩm của em chỉ có sẵn trên website, thì bên em cũng ghi là có sẵn trong kho. Còn nếu mà những sản phẩm mà đặt hàng thì cũng là đặt hàng. Không có mà khách muốn đặt hàng thì mình đặt hàng đấy. Có nghĩa là đặt hàng thì bên em sẽ chuyển từ bên kia về. Bởi vì thường là khách hàng đặt thì những cái sản phẩm đấy là gần như là nó độc lạ, hoặc là những cái dòng nó cao cấp. Còn nhưng mà tập trung thì bên mình vẫn có một vài. Em thấy những cái giá khoảng hơn 20 là phần lớn là phải đặt hàng. Vâng. À, nhưng mà trên website mình không có nhiều chủng loại máy lắm. Mình ít, nhiều. Bên em cũng mới hết hàng ấy. Chứ là trước thì nhiều. Có một cái em xem một cái đắt hơn là 18890 đúng không ạ? Cái con đấy thì mấy con này nó chênh nhau vài trăm nghìn thì nó khác nhau cái gì? 1889. Nó chênh nhau vài trăm nghìn. Có nghĩa là con này là một đề giá trên web là 185. Cấu hình tương tự, cấu hình tương tự này. Còn y đọc luôn em chả thấy khác cái gì cả. Nó sẽ khác là cái là kiểu mình sẽ nâng cấp lên SSD. Còn đấy là sẽ được nó như là đổi cái ổ một tên để lấy cái ổ SSD kia. Lấy một cái ổ SSD 120GB. À, đổi chứ không mất tiền gì. Đúng không? Ví dụ như khách hàng không muốn sử dụng ổ HDD thì sẽ lấy sản phẩm đấy. À, thế. Còn con này nếu muốn đổi sang thì vẫn phải trả cái chi phí của cái ổ kia. Vâng. Mình có lưu trữ nhiều nhỉ? Thì ổ C cho em nhiều đi. Thì ổ C là em lưu trữ nhiều.